Phát hiện người phụ nữ để lại xe SH cùng tâm thư sướt mướt trên cầu, người dân lo lắng gọi cứu hộ và cái kết bất ngờ. Theo đó, trong lúc đang lưu thông qua cầu Mỹ Độ, Bắc Giang, người dân phát hiện một chiếc xe máy hiệu SH màu đen, một chiếc nón bảo hiểm, đồ dùng tư trang cá nhân, trong đó có cả túi sách. Lục tìm kiểm tra, mọi người tá hỏa khi tìm thấy một bức thư với nội dung vô cùng đau lòng. Cụ thể, người này tự trách bản thân, trách người chồng của mình, rồi nói sẽ tìm đến cái để giải thoát. Bên dưới bức thư, cô gái còn viết tên chồng mình và dặn mọi người hãy liên hệ cho chị gái của cô để trao bức thư xem như là lời sau cuối này. Biết người phụ nữ này đã làm điều dại dột, người dân hiếu kỳ đã tập trung đông kín cầu để hóng hớt, đồng thời gọi đội thợ lặn cũng như chính quyền để tìm kiếm nạn nhân. Thế nhưng sau một hồi vào việc thì cô gái nhân vật chính bỗng từ đâu đi tới và nói rằng việc làm này của mình chỉ là thử lòng. Cái gì vậy bà nội? Sau khi để lại xe máy và một vài đồ dùng trên cầu, cô gái đã bắt taxi về nhà ngủ như chưa có chuyện gì. Có thể đây là một bài thử lòng, cũng có thể cô gái đã suy nghĩ thông suốt nên không chọn cách mà cô viết ở trong thư. Tuy nhiên, dù là lý do gì thì cũng nên vui vì ít nhất người này đã bình an vô sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.